đi sáng tác nhiếp ảnh ở trên huyện Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái thì mình có quen được hai em diễn viên múa ở trong một cái homestay hoa ban trắng. Phía bên trái mình đây là Ngọc, còn mình tên Thảo. Đây là hai bạn diễn viên múa đều là người Thái, là những người con của huyện Trạm Tấu, và chắc chắn là cái chuyến khám phá Trạm Tấu này sẽ có rất nhiều cái điều đặc biệt và mang đến với các bạn những cái điều múa rất là uyển chuyển, rất là đẹp và của người Thái, và những món ăn độc đáo ở cái homestay hoa ban trắng này. Mời Thảo nói nhiều. Sau đây mình xin mời các bạn và anh Jonathan vào trong khám phá homestay hoa ban trắng. Ok, bây giờ mời các bạn cùng với bọn mình đi vào trong homestay hoa ban trắng nhé. Đi em. Rồi, mời các bạn cùng mình với cả Thảo Ngọc đi vào trong homestay hoa ban trắng nhá. Ở đây là địa chỉ ở đây là như nào ấy nhờ Ngọc nhỉ? Thôn Điều Hai Bản Lưu. Ở thôn Điều Hai Bản Lưu à? Vâng. Trên cái đường mà các bạn đi vào đầu bản mù ấy, khoảng hơn 3 km một chút thôi là sẽ đến cái homestay hoa ban trắng. Đây, ngay ở đầu vào mình thấy có mấy cái cọn nước nhìn hay hay này. Đây là một cái homestay mới xây dựng các bạn ạ, nên là mình vào đây thấy những cái công trình vẫn còn đang làm, cũng sắp hoàn thiện thôi. Phía trước các bạn là những cái nguồn nước truyền thống của người Thái. Còn phía xa như Ngọc giới thiệu thì là sắp tới sẽ làm một cái ao để trồng sen, và một bên là cái vườn hoa cùng với các cái mô hình để cho các bạn đến đây check in chụp ảnh. Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên trên nhà nhé. Thảo ơi, không biết là giờ này ở trên nhà mình đã nấu ăn chưa nhỉ? Dạ, nhà mình đang nấu ạ. Đang nấu à? Ừ. Thật ra là anh đi trải nghiệm này thì anh tò mò về ẩm thực hơn là chỗ nghỉ đấy. Vì là ở thì dễ tính lắm, ở đâu cũng ở được. Nhưng mà rất là muốn tìm hiểu xem là ẩm thực ở trên Trạm Tấu này có cái gì đặc biệt. Đặc biệt là người Thái ở trong bản lưu này. Chúng ta sẽ đi lên trên nhé. Bây giờ em sẽ vào nhà chuẩn bị phòng nghỉ cho anh. Còn Ngọc thì đưa anh xuống bếp ạ. Ok, Ngọc đưa anh xuống bếp nhá, để quay xem là món ăn bây giờ đang làm gì rồi nhá. Em chào chị. Chào mọi người. Chị ơi, chị là chủ nhà hay là chị là đầu bếp đến thuê đến đây đấy ạ? Chủ nhà, cô làm việc kiêm cả đầu bếp luôn. Kiêm cả đầu bếp luôn ạ. Em cũng được biết là ở trên Trạm Tấu mình thì là du lịch giờ đang đầu tư rất là mạnh, nhưng mà về cái nơi ăn trốn ở thì đang rất là thiếu thốn đúng không? Đấy, thì hôm nay được biết đến cái homestay hoa ban trắng thì em cũng muốn đến đây để tìm hiểu xem là cái chỗ ăn, chỗ nghỉ, mà đặc biệt là những cái món ăn ở trên Trạm Tấu này như thế nào. Chị có thể giới thiệu cho em một chút là trưa nay nhà mình đang chuẩn bị những món ăn gì cho khách đấy ạ? À, trong cái đợt hôm nay thì mình có 5-6 món gì đấy. Nhất là mình làm có món cá nướng, ba bình tôm ạ. Thứ hai là món thịt lợn băm, trong tiếng Thái gọi là món phẩm phăm. Món phẩm phăm đấy ạ. Món thứ ba là món chị đang chuẩn bị làm cái món thịt lợn cho các bếp. Vâng, muốn thịt sấy thì các bếp ạ. Vâng. Còn ngoài ra là có món có rau trộn và một số món khác, như có cả cơm xôi bầu các thứ cho các em đang chuẩn bị. Vâng. Như em được biết thì là cái món ba bình tộp sẽ là cái món gần như là cái món đặc trưng nhất của người Thái mình đúng không? Vâng. Hôm nay là mình sử dụng cá gì để làm món này đấy chị? Hôm nay thì có cá chép. Chuẩn nhất là phải làm bằng cá chép đúng không? Vâng, đúng rồi. Cá chép, không có cá chép thì mình có thể làm cả cá rô cũng được. Vâng. Nhưng mà phải chọn cái con là nó tầm như này mới vừa ăn, không to quá cũng không nhỏ quá. Đấy là tức là nó chỉ nó mới tạo cái nhất là về cái thẩm mỹ nó đẹp hơn. Vâng. Và nó cũng vừa cái khẩu vừa cái khẩu phần ăn của mình trong một mâm là 6 người. Vừa nó đủ một đĩa. Và cái điều làm nên cái hương vị tuyệt vời của cái món ba bình tôm này đó là cái gia vị của người Thái các bạn ạ.
Em tò mò một chút là về các cái nguyên liệu để tạo lên các cái món ăn của mình ở đây thì là cái nguồn nguyên liệu là mình lấy từ đâu chị nhỉ? Chủ yếu ở nhà mình là cũng đất vườn cũng rộng, là tất cả các đồ ăn đều lấy tại nhà hết. À vâng. Có gà này, cá này, hoặc là cái lợn này đều lấy từ nhà. Vâng. Không phải ra chợ để mua. Vâng. Thế như vậy là các bạn sẽ rất là yên tâm về cái chất lượng thực phẩm ở đây nhá. Toàn có đồ cây nhà lá vườn thôi, không có những gà thì nuôi ở ngoài vườn kia rồi, mình có thấy vườn gà kia rồi, có cái ao cá rồi rau cỏ, thậm chí là nếu mà có mua rau của người dân ở xung quanh đây thì cũng rất là yên tâm, bởi vì là đa số là các cái rau cỏ trên này đều trồng tự nhiên thôi chứ không có chăm bón nhiều như ở dưới kia. Ok, bây giờ chị Thươi sẽ làm cái món phập phăm. Bây giờ là sẽ gói vào lá ngõa các bạn ạ. Nói hình cái gì ạ? Ở đây thì gói cái phập phăm rất là to. Cả chỗ này chỉ gói có 2 cái thôi. Chắc là nhà mình tiết kiệm lá. Nói về món ăn ở trên Tây Bắc thì mọi người đều ấn tượng với món ăn của người Thái nhất. Dân tộc Thái có cái bề dày truyền thống lịch sử rất là lâu đời rồi nên là cái ẩm thực cũng đã tạo lên được một cái thương hiệu và một cái như là một cái nét văn hóa đặc trưng của đồng bào người Thái. Đến với Trạm Tấu thì các bạn nghe nhiều đến Tà Chì Nhù, đến Tà Xùa, đến Háng Đề Chơ. Mà hôm nay thì các bạn sẽ cùng với Du Ba Than để đi tìm cái những cái nơi nghỉ ngơi mang đậm cái bản sắc văn hóa của người Thái ở trên Trạm Tấu. Ở trên Trạm Tấu thì ngoài cái vùng trên cao thì chủ yếu là người Mông sinh sống thì có hai cái cánh đồng tương đối lớn ở trung tâm huyện là bản Hát và bản Lưu, thì đây là cái khu vực mà tập trung chính của người Thái ở đây. Có cần buộc dây không chị? Không cần đâu. Để đấy mình cho úp xuống bếp than đúng không ạ? Để tiết kiệm mình. À có cái đấy kẹp vâng. Hình như hơi to. Đây là các cô gái Thái đang gọt từ, phải củ từ, củ khoai gì nhỉ? Khoai sọ. À, ở cái khoai sọ nương. Này, à, đây là khoai sọ. Khoai này nấu canh là ngon lắm đây. Nhưng mà phải có xương mới ngon đúng không ạ? Lấu nguyên khoai mới có ngon không? Ở Yên Bái thì ngoài khoai Văn Chấn, khoai Lục Yên ra thì khoai Trạm Tấu cũng rất ngon. À, Trạm Tấu ngon nhất à? Hôm nay mình mới được ăn thử khoai Trạm Tấu xem như thế nào. Bây giờ chị Thươi sẽ nướng cái phập phăm nhá. Và cái món này thì là người Thái sẽ tận dụng luôn cái bếp đang nấu ăn đấy, và chỉ cần gác nó ở bên cạnh thôi chứ không cần phải làm một cái bếp than riêng. Là cũng có thể đủ để làm cho nó chín rồi. Chị gác phía trong cũng được chị ạ, ở chỗ đấy để tí nó nướng thịt cũng được. Đấy, các bạn thấy là chỉ cần gác vào bên cạnh cái bếp đang thổi sôi thôi thì là cũng đủ nhiệt độ để làm chín được cái món phập phăm này. Cái món này là gói bằng nhiều lớp lá dày nên là nó chín bằng cái độ nóng nó truyền vào bên trong thôi chứ không phải là nó tiếp xúc trực tiếp với than với lửa như là món ba bịch tổ. Còn món thịt sấy đã được ướp gia vị và xiên vào các cái xiên đây, chị sẽ cho lên gác bếp. Thịt này thì có đặc điểm là mình phải sấy bằng cái than củi lửa trực tiếp này các chứ mà họ nhiều người họ làm bằng cái lò sấy nó không ngon. Vâng, họ có lò sấy bằng điện rồi đúng không ạ? Còn đây là mình sẽ hoàn toàn sử dụng cái bếp than nấu ở bên dưới và cái khói, cái hơi nóng nó bay lên. Nó sẽ có cái hương vị của than củi
cái gỗ mà có mùi gì thì cái thịt nó sẽ thơm theo cái mùi gỗ đấy. Đặc biệt nếu mà các bạn mà có gỗ quế mà đun ở bên dưới thì thịt sẽ rất là thơm. Vâng, đối với cái tài liệu vòng thì không nên được dùng gỗ củi không, không thì nó sẽ mất mùi của thịt. Vâng, đặc biệt là chúng ta sẽ không được dùng cái gỗ thông, để gỗ thông nó có nhiều dầu ấy, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái hương vị của thịt. Vâng, nó vừa đen làm đen được thịt. Vâng. Nhưng mà cái thịt sấy này thì mình sẽ sấy mất trong khoảng bao lâu thì có thể sử dụng được chị nhỉ? Nếu mà với mức độ sang củi là khoảng một ngày là đã được. Một ngày. Sau đó thì khi mình sử dụng nó thì mình có phải là làm hấp lại hay như nào hay là? À có, để làm ngon thì mình bỏ ra xong rồi hấp vào chõ xôi như này này. À hấp vào chõ xôi. Chõ xôi khi nào mình ăn, mình muốn để dành thì mình có thể cất đi trong tủ lạnh. Vâng. Và khi nào ăn thì mình lại mang ra để nướng. Vâng. Tiếp với than này. Tức là đây là một cái cách mà bảo quản thực phẩm của người Thái các bạn ạ. Chúng ta có thể giữ được thực phẩm được lâu hơn. Trong thời gian đợi mọi người làm món ăn ở dưới bếp thì mình sẽ tranh thủ lên trên nhà để xem phòng nghỉ ở đây như thế nào nhé. Chào Thảo. Chuẩn bị phòng cho anh xong chưa? Dạ, rồi ạ. Ôi, cái không gian ở đây quá đẹp các bạn ạ. Không gian này lần đầu tiên mà mình thấy có một cái không gian nhìn lạ mắt như thế này đấy. Anh thấy cái rèm này nhìn cái màu sắc với cả cái hoa văn của nó lạ quá nhỉ. Thảo có thể giới thiệu cho anh một chút về cái rèm này. Dạ, cái hoa văn này là hoa văn của dân tộc Thái ấy. À. Đặc trưng cho anh. Anh nhìn nó giống như kiểu cái khăn piêu ấy nhỉ? Vâng ạ. Anh biết là người Thái có hai cái loại khăn, là một cái khăn giống như cái viền mà em đang cầm ấy đúng không? Vâng. Cái khăn to, còn một cái khăn piêu như em đang quàng nữa. Thì mình nhìn như mình cảm nhận đây là giống như là kết hợp giữa một cái khăn đỏ nhiều màu cái với cái khăn piêu để làm nên cái rèm cho các cái phòng nghỉ này. Đấy, một cái cách làm rất là sáng tạo và mang được cái bản sắc của người Thái đến với du khách này. Đâu, thế còn phòng nghỉ của anh là phòng nào Thảo? Dạ, em chào anh nữa. Phòng nghỉ đẹp hơn. Anh là phải view đẹp đấy nhá, vì là... Phòng này ạ. Ok, đây là phòng nghỉ của mình. Còn đây là lúc nào có cái đồng hồ chính hát lưu ạ. Mình có cửa sổ để ngắm ra bản hát lưu và cánh đồng hát lưu ở phía trước luôn các bạn ạ. Vào mùa lúa chín thì trước mặt các bạn sẽ là một cái cánh đồng lúa vàng rực luôn đúng không? Ở trên Trạm Tấu thì du lịch mới bắt đầu được đầu tư và được nhiều người biết đến thôi các bạn ạ. Cái chỗ nghỉ ở đây cũng chưa có nhiều lắm. Đây là một trong hai cái homestay được huyện đầu tư để phát triển du lịch cho huyện. Thì cả hai cái homestay này thì đều ở bản lưu của xã Hát Lưu các bạn ạ. Do cái quy mô của khách cũng chưa nhiều nên là hiện tại gia đình ở đây làm cái homestay có thế nào? Một được 7 được 8 phòng. Cái homestay ở đây được 8 phòng. Ở phía trước đây là ở phía giữa hai cái dãy phòng là cái khu để các bạn sẽ ăn uống ở đây nhá. Và xem các cái tiết mục biểu diễn văn nghệ của các cô gái Thái ở đây. Trong lúc chờ mọi người đang nấu cơm ở bếp, em mời anh ra đây một tí nữa. À ok, anh cũng tò mò về cái view này lắm đây. Các bạn sẽ được ngồi trên cái gọi là cái lệnh mà cũng là do người Thái làm, sử dụng những cái hoa văn đặc trưng, và ngày xưa thì hình như làm bằng bông lau đúng không? Bây giờ thì bông lau khó lấy quá rồi và cái người ta cũng bằng bông, nhưng mà về hình thù và về màu sắc thì vẫn là giống như cái lệnh truyền thống. Mời em uống nước nhé. Chắc là lúc cơm cũng xong rồi đấy nhỉ? Vâng ạ. Anh cũng muốn
xuống sắp cơm cùng với em. Đây, chúng ta sẽ xuống sắp cơm, sắp những mâm cơm, xem là cần phải chuẩn bị những cái gì cho một bữa cơm của người Thái nhá. Thảo và Ngọc sẽ giúp mình chuẩn bị chiếu và các cái ghế ngồi. Sau rồi mình sẽ xuống bếp để xem mâm bát thế nào. Đây bình tộp đây, mình nhìn thấy nó đã rất là vàng rồi. Ngồi cạnh đây bây giờ rất thơm các bạn ạ. Xung quanh bếp toàn là các món nướng thôi, bình tộp này, phật băm này, thịt nướng này, thịt xiên này. Còn món thịt hun khói thì đang vẫn hun ở trên này nhá. Mai. Nhà màu đỏ nên nó thành ra màu này. món xôi màu. Tím mới đỏ nó lại thành, nó thành màu gì? Đây là cô giáo Thượng Linh đã từng xuất hiện trong cái video giới thiệu về các địa điểm du lịch của Trạm Tấu. Nếu mà bạn nào đã xem video đấy rồi thì sẽ rất ấn tượng với cô giáo Thượng Linh này. Cóm khẩu ạ. Đấy, xôi thì sẽ được cho vào các cóm khẩu để mang lên mâm, thay vì là chúng ta thường thấy là cho vào bát hay là gói lá. Dạ. Hai mày về luôn, chị về luôn nhé. Vâng. Tao đi xuống mày. Bây giờ mọi người mời mọi người vào thưởng thức ẩm thực ở nhà sàn Hoa Ban Trắng và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc biệt ở đây nhá. Khả năng mình thì uống lại lần nữa thôi. Máy nó đã quay đến đâu. Bây giờ thì mọi người đang thưởng thức các cái món ăn thì mình cũng sẽ không quay video nữa làm phiền mọi người. Các bạn đợi một chút nữa thì mình sẽ quay cái video, các em sẽ biểu diễn một số cái tiết mục văn nghệ đặc sắc ở đây. Các bạn đợi mình một chút nhé. Bác ơi, thì các bạn rất sức khỏe và chúc mừng gia đình có cái hôm nay rất là tuyệt vời đấy ạ. Về miền hoa ban núi.
Xin chào các bạn, như vậy là chúng ta đã kết thúc cái hành trình khám phá trải nghiệm những nét văn hóa cũng như là ẩm thực ở tại homestay Hoa Ban Trắng. Rất cảm ơn các cô gái Thái, những diễn viên, những vũ công rất là tuyệt vời trong cái hành trình khám phá này. Các bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều từ việc giới thiệu về văn hóa cũng như là trong quá trình làm các món ăn, và đặc biệt là tiết mục văn nghệ vừa rồi các bạn thấy rất là ấn tượng đúng không nhỉ? Các bạn hãy đến với Trạm Tấu và hãy đến tham quan homestay Hoa Ban Trắng nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người.